Lại nói, lúc bấy giờ, trong lòng mấy người Mộc Thanh Tuyền không khỏi sinh ra cảm giác bị thất bại sâu sắc. Số lượng vũ hoa công không nhiều lắm, cho dù là trong hoàng cung cũng chỉ vẹn vẹn có một hai chủng. Người tinh thông vũ hóa công liền có thể đi tới đi lui, thậm chí cảnh giới cường giả thần luân nếu không có tu luyện công pháp đồng dạng, chỉ sợ cũng không làm gì được cường giả tinh thông vũ hóa công. Tề huynh, Thương Ngưng Tưởng Vũ Quyết của quý phủ, người có tu luyện hay không? Mộc Thanh Tuyền đột nhiên nói. Tề Trung Lương chậm rãi lắc đầu, âm thanh chua chát nói: không có, ta chưa tu luyện đến ngoại cương, bởi vậy không có cơ hội tu luyện môn tuyệt học này. Mộc huynh à, Mộc Vương phủ ngươi có Huyền Băng Vũ Hóa Quyết, không biết ngươi luyện thành hay chưa? Mộc Thanh Tuyền cũng chậm rãi lắc đầu, cười lạnh nói: tiểu tử này cho rằng tu luyện một môn vũ hóa công liền không người nào có thể áp chế hay sao? Thật cuồng vọng. Cho dù chúng ta không có tu luyện vũ hóa công, cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết được. Nghe nói nhị hoàng tử có một bảo cung tên là Nhạn Minh Cung, chính là bảo vật mà khai quốc hoàng đế từng dùng qua. Đừng nói là hắn, coi như là thần luân cường giả cũng có thể bắn chết được. Giang Nam là người của tứ hoàng tử, lại giết mấy thái giám của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đối với hắn hận thấu xương, nhất định sẽ đem Nhạn Minh Cung cho chúng ta mượn. Cho dù hắn phi được nhanh hơn nữa, cũng sẽ bị Nhạn Minh Cung bắn chết thôi. Trong lòng Tề Trung Lương, Lộ Kính Cung nghiêm nghị. Nhạn Minh Cung là ở thời kỳ khai quốc quần hùng, tranh phách, đại phóng dị sắc, đã từng có 7 đại thần luân cấp bậc cường giả chết dưới kính cung này. Có thể nói là dùng thần luân cường giả chi huyết sáng tạo ra uy danh hiển hách của cây cung này. Nếu như Mộc huynh có thể mượn được Nhạn Minh Cung, bắn chết tên tiểu tử này hoàn toàn chính xác dễ dàng. Trừ cái đó ra, chúng ta còn cần chuẩn bị cường cung kinh nó, đề phòng vạn nhất thôi. Tốt nhất chúng ta nên dùng loạn tiễn bắn chết hắn trên không trung. Lộ Kính Cung hung ác nói. Dược Vương Phủ, Diệu Đan Các có tất cả 4 tầng, Điêu Lan Ngọc Triệt, lộng lẫy xa hoa. Giang Nam dạo chơi qua đó, lập tức có người trẻ tuổi nghênh tiếp cười nói: xin hỏi có phải là Giang Nam, Giang huynh hay không? Vương gia đã phân phó, nếu Giang huynh đến đây liền không cần ngăn trở, thế huynh xin mời đi theo ta. Giang Nam cao thấp dò xét người này, khuôn mặt có chút động dung. Người này tuổi không lớn lắm, cùng tứ hoàng tử Tô Hoàng là tương đương, thế nhưng tu vi lại không hề kém. Nghe chân khí trong cơ thể hắn lưu động, ẩn ẩn có xen lẫn thanh âm của Thiết Trạch, có lẽ đã tu luyện đến hỗn nguyên cảnh giới. Hắn liền cười nói: vị huynh đài này ta nên xưng hô thế nào đây? Ồ, không dám, tại hạ tên là Nhạc Đình, là đệ tử thứ xuất của Dược Vương Phủ. Người trẻ tuổi kia cười nói: Giang huynh, Diệu Đan Các ta là do tứ thúc tổ trấn thủ, bất quá tứ thúc tổ cực ít gặp khách, kính xin Giang huynh thứ lỗi cho. Hắn vừa đi lại vừa giới thiệu nói: Diệu Đan Các tầng thứ nhất là đan phương luyện thể cảnh, tầng thứ hai là đan phương luyện khí cảnh, tầng thứ ba là thần luân cảnh, đến tầng thứ tư chính là đan phương thần thông cảnh. Giang Nam đi theo hắn đi vào tầng thứ nhất của Diệu Đan Các. Mọi nơi nhìn lại chỉ thấy tại đây cũng không có thiếu luyện đan sư đang học đan phương, nhân số rất đông. Nhạc Đình liền kể nói: Giang huynh, người có chỗ không biết rồi, Diệu Đan Các ta người không có phận sự không được đi vào, coi như là luyện đan sư của Dược Vương Phủ ta cũng chỉ có thể bằng vào độ cống hiến mới có thể tiến nhập Diệu Đan Các học tập đan phương. Mà các loại đan phương bất đồng không giống nhau, cần độ cống hiến cũng không giống nhau. Đan phương giá trị càng cao, cần độ cống hiến cũng càng cao hơn. Bất quá Giang huynh, ngươi lại không cần. Vương gia phân phó ta, tất cả đan phương trong Diệu Đan Các ta, Giang huynh có thể lấy duyệt. Giang Nam gật đầu cảm ơn, đi đến tầng thứ hai, chỉ thấy luyện đan sư đến đây học tập đan phương đã ít đi rất nhiều, chỉ có giải rác mấy người mà thôi, hơn nữa đều là luyện đan sư lão niên, những người khác hẳn là độ cống hiến không đủ. Nhạc Đình kinh ngạc cẩn thận nói: Giang huynh, luyện đan cần tiến hành theo chất lượng, tốt nhất vẫn là từ đan phương cấp thấp học lên, thử luyện đan, đợi có thành tựu sau đó lại học tập đan phương cấp bậc luyện khí, như vậy mới có thể làm gì chắc chắn được, mới có căn cơ. Đa tạ Nhạc Đình huynh đã chỉ điểm. Giang Nam mỉm cười thẳng tiến leo lên tầng thứ ba Diệu Đan Các. Nhạc Đình cau mày kiên trì đi theo, thầm nghĩ trong lòng: vị Giang huynh này thực sự quá bỏ gần tìm xa, vậy mà muốn lướt qua những linh đan luyện thể luyện khí ư, trực tiếp học tập đan phương thần luân cấp ư? Đan phương thần luân cấp là phức tạp bậc nào đấy, đừng nói hắn không có khả năng học,
cho dù hắn có thể học được. Dùng tu vi cảnh giới của hắn ta cũng mơ tưởng luyện ra linh đan thành phẩm. Bất quá hắn là khách quý mà vương gia đặc biệt chú ý tới, ta ngược lại khó mà nói cái gì được. Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trong tầng thứ 3 diệu đan các chỉ có 2 vị luyện đan sư, đều là lão giả tóc trắng xóa, đang khắc khổ nghiên cứu đan phương, thỉnh thoảng khoa tay múa chân nguyên một đám linh quyết. Hai vị lão luyện đan sư này đối với bọn người Giang Nam đến làm như không thấy, có thể nói là đầu bạc cùng trải qua, sống đến già học đến già, khiến người ta phải khâm phục. Nhạc Đình thấy Giang Nam dừng bước lại, vội vàng thấp giọng nói: Giang huynh là muốn học tập đan phương thần luân cấp cảnh giới ư? Giang Nam gật đầu nói: Không sai. Nhạc Đình cười nói: Giang huynh, đan phương diệu đan các ta dựa theo hiệu quả phân chia, có tinh, khí, thần, tam đại. Ví dụ như uẩn thần đan hiệu quả chính là luyện thần, dưỡng thần đan tầm bổ thân hình, tăng lên huyết mạch chính là luyện tinh, mà ích khí đan thì là luyện khí. Thần luân cấp đan phương cũng là như vậy, không biết Giang huynh muốn học loại nào đây? Giang Nam hiếu kỳ nói: Chẳng lẽ không thể cùng học ba loại một chỗ được hay sao? Trong nội tâm Nhạc Đình cười thầm, hắn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp, khẩu vị quá lớn. Hắn liền giải thích nói: Như đan phương thần luân cấp có thể học được một loại đã đủ để cho một luyện đan sư tốn hao cả đời rồi. Ba loại cùng học một chỗ ư? Tốn hao càng lâu, sợ đến chết già cũng chưa chắc có thể học được một loại đâu. Giang Nam ngẩng đầu nhìn hướng tầng thứ 4 cười hỏi: Nhạc Đình huynh, tầng thứ 4 này chính là đan phương thần thông cấp sao? Nhạc Đình gật đầu, trong nội tâm ngầm bực dọc: Người này thật sự quá theo đuổi xa rồi. Ta đã đề điểm qua hắn, không nghĩ tới hắn rõ ràng còn muốn đi học tập đan phương thần thông cấp ư? Thật sự là không biết trời cao đất rộng là gì. Vương gia đã phân phó, ta đã làm được, không bằng ly khai, mắt không thấy tâm không phiền. Nghĩ tới đây, hắn miễn cưỡng cười nói: Tầng thứ 4 thật là đan phương thần thông cấp, còn có đan phương thượng cổ thất truyền mà Dược Vương phủ ta sưu tập cũng ở trong đó. Chỉ là trong Dược Vương phủ, luyện đan sư có tư cách bước vào chỗ đó chỉ có 1-2 người mà thôi. Giang huynh, nếu không có chuyện gì khác, tiểu đệ liền cáo từ. À đúng rồi, còn có một chuyện. Đan phương diệu đan các ta có rất nhiều, đều là cô phẩm, nghiêm cấm sao chép mang đi. Giang huynh chỉ có thể ở đây dụng tâm ghi nhớ mà thôi. Giang Nam đưa mắt nhìn hắn rời đi, lúc này mới đi đến trước một cuốn kinh thư. Chỉ thấy cuốn kinh thư này ghi là nhục thân thông thần đan, là luyện tinh linh đan tăng lên khí lực. Đặt ở bên tay phải hắn lại là một loại linh đan khác, cũng là luyện tinh linh đan, dược hiệu cùng nhục thông thần đan cơ bản là giống nhau. Hắn rất nhanh xem rất nhiều đan phương, rốt cuộc cũng tìm được đan phương mình muốn. Hóa thần đan, luyện thần linh đan nữa. Giang Nam vô cùng đại hỉ, đem đan phương hóa thần đan mở ra đọc nhanh như gió. Bất quá một lát liền đem trình tự luyện đan dày đến 100 trang, chú ý hạng mục công việc, dược liệu, chủng loại, thời gian cho dược liệu vào lô, hết thảy ghi nhớ trong lòng. Hắn từ khi tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, trí nhớ cũng càng ngày càng tốt hơn. Chẳng những tốc độ đọc nhanh, thậm chí đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần xem một lần liền có thể nhớ kỹ hết thảy, thậm chí đem ảo diệu bên trong lĩnh ngộ tất cả, phảng phất nghiên cứu 100.000 lượt. Hiện tại liền có thể học tập linh quyết hóa thần đan rồi. Giang Nam nhắm hai mắt lại, trong đầu đem đủ loại linh quyết lĩnh ngộ một lần, lập tức vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hai tay tung bay, 10 ngón nhảy múa, kết xuất nguyên một đám linh quyết. Trong chớp mắt liền đem linh quyết vô cùng phức tạp của hóa thần đan hết thảy dùng một lần. Hắn vận chuyển linh quyết còn có chút đình trệ, thế nhưng lúc thi triển ra lần thứ 2 cũng đã thông thuận hơn rất nhiều. Lần thứ 3 kết xuất linh quyết đã như hành vân lưu thủy, 10 ngón tay nhảy động đạo tân linh quyết ảo diệu, tựa như đau khổ nghiên cứu hơn 10 năm vậy. Thần luân cảnh giới, ngoại trừ linh đan luyện thần, mặt khác linh đan luyện tinh, luyện khí ta cũng không cần. Giang Nam suy nghĩ một lát, hắn có được Ma Ngục Huyền Thai Kinh cùng Xá Lợi linh đan, luyện khí linh đan thần luân cấp cùng với hắn mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, mà đã có U Minh thần thủy cùng Đâu Sắt thần hỏa hai kiện bảo vật này, luyện tinh linh đan với hắn mà nói cũng tác dụng không lớn, chỉ có luyện thần linh đan đối với hắn mới hơi có tác dụng. Bất quá tác dụng cũng không phải trọng yếu, dù sao hắn đã có Minh Vương thần ấn rèn luyện tinh thần ý niệm, luyện thần linh đan với hắn mà nói chỉ là bờ giếng thêm hoa, để cho hắn rất nhanh tăng cường tinh thần ý niệm cũng không phải là nhu yếu phẩm. Xá Lợi linh đan chỉ có thể tu luyện đến thần luân cảnh giới, đã như vậy không bằng ta đi tầng thứ 4 của Diệu Đan Các xem cái gọi là đan phương
linh đan thần thông cấp cùng thượng cổ thất truyền xem sao. Hắn cất bước đi đến tầng thứ tư, biến mất ở đầu bậc thang. Một luyện đan sư tuổi già ở tầng thứ ba mở to mắt, tùy ý quét nhìn bóng lưng Giang Nam, hừ lạnh một tiếng. Thật là thế hệ bất hảo mà, tầm cao ngút trời. Tiện tay đọc qua đan phương, liền cho là mình đã học xong rồi. Sớm tối kiểu gì cũng bạo lô, ăn phải thiệt thòi lớn thôi. Ê, để ý hắn làm cái gì? Lão luyện đan sư tóc trắng xóa khác cũng mở to mắt, ha ha cười nói. Chúng ta nghiên cứu hơn 10 năm mới suy nghĩ ra từng chút một môn đạo này. Hắn nuốt cả quả táo, hắn có thể đặt được thần rượu đây. Có hại, chịu thiệt chính là hắn thôi, cùng chúng ta không có quan hệ. Hai vị lão luyện đan sư này lại trầm tịch tâm thần, tiếp tục đau khổ nghiên cứu đan phương. Giang Nam đến tầng thứ tư rượu đan các, chỉ thấy tại đây trống trơn, đã không có thư các mà chuyển biến thành từng mặt thạch bích. Trên thạch bích rậm rạp chằng chịt, khắc đầy văn tự cùng đồ án. Đương nhiên, đó là đan phương thần thông cảnh mà Dược Vương phủ bắt được, thậm chí đan phương thượng cổ thất truyền. Trừ những cái đó ra, còn có rất nhiều chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt ở phía dưới đan phương. Giang Nam nhìn quét vài lần là chú thích của những đan phương này, hẳn là lịch đại cao nhân của Dược Vương phủ ở thời điểm lĩnh ngộ những đan phương này ghi nhớ lại. Nội tình Dược Vương phủ không giống với bình thường. Hắn đột nhiên chú ý tới một lão giả khô gầy ngồi ở trước mặt một thạch bích. Lão giả này lông mày trắng như tuyết, rủ xuống trên mặt đất, hiển nhiên đã ngồi ở chỗ này không biết bao nhiêu lâu. Giang Nam nghe lão giả hô hấp cực kỳ kéo dài, một khắc đồng hồ thời gian mới hô hấp một lần, mà tim đập của hắn ở trong một khắc đồng hồ thời gian chỉ nhảy lên 3-4 lần, hiển nhiên nhập định đã lâu. Vị này chắc hẳn là Dược Vương phủ tứ thúc tổ trong miệng Nhạc Đình rồi. Trong lòng Giang Nam khẽ chấn động, lão giả này tuyệt đối là một cao thủ vô cùng lợi hại. Tu vi hơn phân nửa đã đạt tới thần luân cảnh giới, thậm chí khả năng đã tu thành thần thông. Ta hôm nay cũng đã gặp không ít vị thần luân cảnh giới, ví dụ như Nhạc Vương gia, Mộc Vương gia, còn có một người Tô Xuyên Hà. Bất quá nếu bàn về khí tức, ai cũng không có khí tức kéo dài như ngày này được. Giang Nam không làm kinh động vì lão giả này mà cũng khoanh chân ngồi xuống, tinh tế nghiên cứu đan phương trên thạch bích. Không thể không nói, đan phương thần thông cấp so sánh với thần luân cấp muốn phức tạp hơn mấy lần. Dược liệu cần thiết cũng là Giang Nam chưa bao giờ nghe thấy. Linh quyết là ít cũng nhiều trăm loại, có thể nói là rất kinh khủng. Phải biết rằng linh quyết của xá lợi linh đan cũng bất quá 18 loại mà thôi. Giang Nam đem một loại đan phương nhớ trong đầu, linh quyết cũng nhất nhất học xong, nhưng ngay sau đó đổi một mặt thạch bích tiếp tục nhập định tu tập linh quyết những đan phương này. Hắn hết sức chăm chú thần du vật ngoại, với động tĩnh ngoại giới không biết gì cả. Lão giả kia chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn thiếu niên bên cạnh, hai tay hay thay đổi kết xuất từng loại linh quyết phức tạp thâm ảo này. Hảo, thật là hảo, thủ đoạn huyền diệu bậc này lão phu vẫn là lần đầu tiên mới nhìn thấy được. Lão giả kia ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm tự nói. Nghe chân khí của hắn lưu động không có chút sáp trệ nào, nhất cử giải quyết vấn đề khó khăn ta đau khổ nghiên cứu mấy năm. Hay, thật là tuyệt diệu. Thủ pháp của Giang Nam cực nhanh, từng cái linh quyết hiện lên, để cho lão giả kia không kịp nhìn. Mới vừa lĩnh hội cái linh quyết này, linh quyết còn lại chợt lóe lên rồi biến mất, vội vàng dụng tâm trí để nhớ, tinh tế lĩnh ngộ. Lão giả này đem tất cả linh quyết mà Giang Nam thi triển ra lĩnh ngộ một lần, có rất nhiều linh quyết kiến thức nửa vời, không cách nào thong dong diễn biến đi ra bên ngoài được. Hắn mới từ trong nhập định thức tỉnh, mọi nơi nhìn lại chỉ thấy tầng thứ tư đan các đã giống tuếch, chỉ còn lại có một mình hắn, mà Giang Nam đã chẳng biết rời đi lúc nào. Lão giả này cuống quýt đứng dậy như một trận gió đi xuống lầu, ở trong các tầng lầu sưu tầm, nhưng thủy chung không có lần nữa nhìn thấy Giang Nam, không khỏi buồn bã, cảm giác mất mát tận trong đáy lòng. Nhạc Đình nhìn thấy lão giả này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng thi lễ. Tứ thúc tổ, lão nhân gia ngài rốt cục cũng đã tỉnh lại rồi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình đánh tới, cuồn cuộn nổ lên, làm hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, dừng lại ở trước người lão giả kia. Chỉ nghe lão giả kia hấp tấp nói: Đình Nhi, người có biết một thiếu niên đã tới tầng thứ tư này hay không? Thiếu niên ư? Nhạc Đình ngẩn ngơ, không dám giấu giếm nói: Mới vừa rồi là có một vị thiếu niên tới đây, hẳn là hắn đi đến tầng thứ tư, trước đó không lâu liền rời đi rồi. Chẳng lẽ hắn quấy nhiễu tứ thúc tổ tiềm tu hay sao? Tứ thúc tổ, vị thiếu niên này là khách quý của Dược Vương phủ ta,
vương gia cho phép hắn có thể tùy ý ra vào đan các này. Khách nhân dược vương phủ ta ư? Còn trẻ như vậy ư? Sắc mặt lão giả kia âm tình bất định, bỏ qua Nhạc Đình tự nhủ: nếu để cho người biết lão phu bị một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu chỉ điểm linh quyết, hơn nữa còn không có tìm hiểu thấu triệt, còn muốn hướng người ta lãnh giáo, thể diện của dược vương phủ ta liền không còn sót lại chút nào. Ê, đáng tiếc, ta từ trong linh quyết của hắn thể ngộ đến huyền ảo luyện chế thần luân thánh đan, chỉ kém một đường nữa là có thể có đầy đủ nắm chắc luyện thành loại linh đan thần thông cấp này rồi. Nhạc Đình mắt mũi trợn tròn, một hồi lâu nói không ra lời. Lão giả kia lắc đầu, xoay người trở về tầng thứ tư đan các, không hề đuổi theo Giang Nam lãnh giáo linh quyết nữa. Nhạc Đình ngây người như phỗng, đứng tại nguyên chỗ nửa ngày cũng không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng thầm nói: không thể nào, tứ thúc tổ nhất định là nhập định quá lâu, có chút tinh thần hoảng hốt rồi. Giang huynh làm sao có thể chỉ điểm hắn linh quyết được, hơn nữa còn là linh quyết thần thông cấp linh đan nữa, đây tuyệt đối là không thể nào. Bên trong kho dược liệu của dược vương phủ, một lão dược sư một mực cung kính nói: vương gia đã phân phó, công tử đến đây lấy linh dược liền đáp ứng, kính xin công tử đợi trong chốc lát, lão hủ đem linh dược công tử cần mang tới đây. Giang Nam an tĩnh đợi trong chốc lát, cũng không lâu lắm, lão dược sư này liền đem linh dược 10 lò hóa thanh đan tới, cung kính giao cho hắn. Ở loại địa phương như dược vương phủ này, luyện đan thật là dễ dàng, linh dược gì cũng có. Giang Nam bắt được linh dược, chạy thẳng tới phòng luyện đan, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Lão dược sư kia đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng thầm rỉ máu: vương gia thật là hồ đồ, tự nhiên hạ xuống mệnh lệnh này. Tiểu tử này rõ ràng chính là một tên gà mờ, đan phương gì không luyện, lại dám luyện chế linh đan thần luân cấp ư? Lãng phí một cách vô ích 10 lò linh dược. Hey, 10 lò linh dược này vô cùng quý trọng, coi như là vương gia cũng không dám một hơi muốn 10 lò. Bất quá nói trở lại, hắn lần này đi luyện đan nhất định sẽ bạo lô, linh đan thần luân cấp bạo lô không phải chuyện đùa, nhất định có thể đem tên gà mờ này nổ tan xương nát thịt. Đến lúc đó lão hủ liền đi đem linh dược còn dư lại lấy về. Bên trong đan phòng, Giang Nam lòng tin bừng bừng chạy thẳng tới lò luyện đan tốt nhất, thầm nghĩ: linh đan cấp thần luân không phải là lò luyện đan bình thường có thể tiếp nhận được dược lực bành trướng, nhất định phải dùng lò luyện đan tốt nhất rồi, nếu không lò luyện đan bình thường tuyệt đối sẽ bị dược lực làm cho bạo lô. Nếu là từ trước, hắn tất nhiên không dám lấy cảnh giới luyện khí luyện chế linh đan thần luân cấp. Thế nhưng giờ phút này có U Minh thần thủy cùng Đấu Xuất thần hỏa, lấy hai loại phương thức thủy pháp cùng hỏa pháp rèn luyện, âm dương kết hợp, long hổ hàng phục, tất nhiên có thể dễ dàng rèn luyện tạp chất các loại linh dược, luyện thành linh đan chính là chuyện tình nước chảy thành sông. Hắn tuyển dụng chính là một loại đan lô chu đồng, đồng lô này có khoảng 5 thước cao, nặng đạt ngàn cân, chỉ một nắp lò liền có hơn 150 cân. Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, nhất thời đan lô bay lên. Hắn chấn tay áo run lên, chỉ thấy đủ loại dược liệu cũng bay lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Từng vị linh dược trước sau đầu nhập vào trong lò đan. Ống tay áo của hắn tung bay, 10 ngón tay thoát ra, từng đạo linh quyết duyên dáng cũng bày ra. Nhất thời, U Minh thần thủy cùng Đâu Sắt thần hỏa trong mi tâm cũng bị hắn thúc dục. Trong ấn pháp linh quyết bao hàm thủy nguyên lực, hỏa nguyên lực nồng nặc. Theo linh quyết hắn thi triển, thủy nguyên lực xuất vào trong lò, hỏa nguyên lực thì ở ngoài lò nung khô tinh luyện. Hắn nhắm mắt lại, dùng tâm nhãn đi xem, chỉ thấy trong lò U Minh thần thủy cọ rửa, tẩy đi tạp chất các loại linh dược, còn Đâu Sắt thần hỏa thì ở ngoài lò nung khô nấu luyện, hóa đi tạp chất mà thủy lực không thể rèn luyện, khiến cho dược lực tương dung. Đây là lần đầu tiên hắn lấy nước lửa hai loại pháp môn luyện đan. Thế nhưng ở Ma Ngục Huyền Thai Kinh thúc dục lại trở nên thuận buồm xuôi gió, rất bình tĩnh. Những người khác cho dù là cường giả cấp bậc thần luân, muốn luyện hóa tạp chất trong những linh dược cao đẳng này cũng hết sức khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện quá bình thường, đơn giản. Qua một lúc lâu, dược lực trong lò rốt cục cũng trở nên vô cùng tinh thuần, không có chút tạp chất nào ảnh hưởng đến dược lực, mà các loại dược lực cũng ở dưới áp lực cường đại bắt đầu tương dung, dần dần ngưng kết thành đan. Lúc này là lúc mấu chốt nhất, rất dễ dàng sẽ gặp phải tình huống bởi vì áp lực quá mạnh mà đưa đến dược lực xông phá đan lô, phong tỏa mà phát sinh ra bạo lô. Giang Nam dứt khoát cả người ngồi ở trên nắp lò, toàn lực thúc dục Ma Ngục Huyền Thai Kinh trấn áp đan lô. Leng keng, leng keng.
Qua hồi lâu, trong lò đan đột nhiên truyền đến tiếng giòn vang như tiểu châu rơi vào khay ngọc vậy. Ống tay áo của Giang Nam tạo ra một quyền đem nắp lò cuốn bay, lại lấy tay hư hao ra một chảo, chỉ thấy hai viên linh đan màu đỏ thắm rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn nắm lên một quả, tiện tay ném vào trong miệng, két két nhai hai cái, ngon lành nuốt vào. Đan mười thành, không có một tia tạp chất nào. Giang Nam than thở một câu, chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên chướng đau, nơi mi tâm phảng phất sưng lên, các loại thanh âm nườm nượp mà đến, giống như là hàng tỷ bá tánh trăm miệng một lời cầu chúc vậy, hoặc như là thiên thần to vang ca ngợi, vừa phảng phất có mấy ngàn cao tăng cùng đọc tụng phạm âm, thậm chí còn có dòng ngâm phượng minh tuyên truyền giác ngộ, có tiếng gõ sắt đinh tai nhức óc, tựa hồ có một kim sắt cự nhân đang ở trong não hắn giơ lên cự chùy hung hăng mà gõ. Hóa thần đan này thật là lợi hại, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thôi, chỉ sợ ta sẽ gặp phải tinh thần phân liệt. Trong cơ thể sợ rằng sẽ có vô số ý niệm, giống như vô số bản thân ta tranh đoạt quyền lợi lắm thân thể trong tay. Đủ loại thanh âm sâu não mà đến, để cho Giang Nam đột nhiên chỉ cảm thấy tinh thần của mình đột nhiên phân liệt thành hàng ngàn, hàng vạn. Trong thoáng chốc, phảng phất biến thành vô số bản thân, vô số cá thể, độc lập. Mỗi một cái cá thể cũng có thể độc lập suy tư. Tình huống như thế nguy hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc lối. Giang Nam giống như người chết vậy, chẳng biết từ lúc nào, tay chân chống đất thở hổn hển, quanh thân mồ hôi chảy ròng, hai mắt cũng trở nên đỏ bừng, hiện đầy tia máu. Đứng lên, mau đứng lên. Hắn cắn chặt hàm răng, đau khổ đối kháng với mấy ngàn, mấy vạn đạo tinh thần phân liệt, từ thử một tia tâm trí thanh minh cuối cùng, đột nhiên đứng dậy, hai tay thiên biến vạn hóa, đột nhiên hóa thành một ý niệm liên hoa ấn, một ấn triển khai, nhất thời đủ loại thanh âm bên tai nhỏ đi rất nhiều. Tại nơi mi tâm, một mảnh mát mẻ, tinh thần ý niệm cường hóa, hóa thành một đóa tuyết liên hiện ra ở trong nội tâm hắn. Cũng không lâu lắm, liên hoa ấn cũng không cách nào trấn thủ tinh thần, các loại tiếng vang càng lúc càng lớn, nhiễu loạn tinh thần ý niệm của hắn. Ấn pháp trong tay Giang Nam đột nhiên biến đổi, thanh âm khàn khàn quát nhẹ: "Bảo bình ấn." Bạch niên ở mi tâm giải tán, hóa thành một bạch ngọc bảo bình, đem vô số thanh âm thu nạp vào trong bảo bình. Cũng không lâu lắm, trên bảo bình cũng mơ hồ xuất hiện tiếng vỡ ra: "Linh châu ấn, sư tử ấn, quang minh ấn." Từng loại minh vương thần ấn ở trên tay hắn biến hóa, chấn thủ mi tâm, giữ vững thần trí thanh minh, nương theo có hàng hà sa số những thanh âm nổ vang, mà tinh thần ý niệm của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Phảng phất trong tối tăm có một cỗ lực lượng cường đại dắt vào trong ý niệm của hắn, mài giũa, tầm bổ và bổ dưỡng, không chỉ có tăng lên số lượng ý niệm của hắn, đồng thời chất lượng cũng đột nhiên tăng mạnh. Qua một lúc lâu, những tạp âm này mới dần dần biến mất. Giang Nam từng ngụm thở hổn hển, thầm nói may mắn. Hóa thần đan không phải là cảnh giới của hắn lúc này có thể phục dụng được, mà là thần luân cường giả mới có thể phục dụng. Lấy tu vi luyện khí kỳ mạnh mẽ phục dụng, vô cùng có khả năng có nhân cách phân liệt, trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề. Tinh thần ý niệm của Giang Nam vốn là rất cường hãn, Giang Tuyết một phen điều giáo để cho hắn ở trong võ đạo ý chí vô cùng kiên định, vừa tu luyện pháp môn ma đạo chí cao như Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hơn nữa có U Minh Thần Thủy cùng Đấu Sắt Thần Hỏa rèn luyện tinh khí thần. Thế nhưng phục dụng hóa thần đan còn có chút không đủ. May là hắn có Minh Vương Thần Ấn, là tâm pháp đặc biệt chu luyện tinh thần ý niệm, nếu không sẽ bị một quả hóa thần đan này làm cho tinh thần phân liệt, mất đi ý chí của bản thân, lâm vào trong điên cuồng. Hóa thần đan không hổ là linh đan thần luân cấp mà. Giang Nam đứng lên, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, đột nhiên chỉ cảm thấy giác quan thứ 6 của mình trở nên vô cùng rõ ràng. Hai mắt có thể thấy vật rất nhỏ, hai lỗ tai có thể nghe được xa hơn, thậm chí hắn nhắm mắt lại có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang chạy trồm. Đây chính là hiệu quả của hóa thần đan luyện thần. Không biết hiện tại ý niệm của ta mạnh bao nhiêu đây. Giang Nam đứng thẳng bất động, chân khí tuôn ra tràn ngập không trung. Hắn chỉ cảm thấy chân khí của mình phảng phất biến thành cánh tay kéo dài, có thể không ngừng kéo dài về phía trước. Chân khí của hắn trọn vẹn kéo dài ra chừng 2 trượng, lúc này mới cảm giác được xu thế tán loạn. Cũng tức là nói, hắn hôm nay có thể trèo chống cánh chim chân khí dài 2 trượng, cánh dương càng dài, hai cánh khoảng chừng 4 trượng, vỗ cánh một lần, khoảng cách phi hành sẽ xa hơn. Giang Nam tâm niệm vừa động, chỉ thấy đan chu đồng lô trước mặt nặng đạt ngàn cân, có chút lắc lư, vậy mà chậm rãi thoát ly khỏi mặt đất, bay lên không trung. Đong!
chân khí của hắn đột nhiên tán loạn, đan chu đồng lô liền rơi xuống. Giang Nam khẽ nhíu mày. Dùng cường độ ý niệm của ta hôm nay, hóa cánh mà bay, tối đa chỉ có thể so với lúc trước kiên trì nhiều thêm nửa canh giờ. Một canh giờ, thời gian ngắn ngủi như vậy, bay không được bao xa, tốc độ phi hành cũng không đạt được tốc độ của ngoại cương cường giả. Hắn chứng kiến tốc độ phi hành của chủ nhân thiên bảng vũ hóa đại pháp rất nhanh, tốc độ của mình như trước xa xa không kịp người nọ. Hơn nữa, công pháp vũ hóa công này sợ nhất chính là cung tiễn. Dù sao bạo lộ trên không trung đối với các loại tập kích như cung tiễn rất khó đề phòng. Thế nhưng nếu như tốc độ nhanh, trước khi cung tiễn bắn đến liền có thể nghênh ngang mà rời đi. Giang Nam lại ăn vào một quả xá lợi linh đan, bổ sung chân khí tiêu hao, sau đó đem một miếng hóa thần đan khác ăn vào luyện hóa, tiếp tục khai lò luyện đan. Mà vào lúc này, bên ngoài Dược Phương Thành đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh thú giống đinh tai nhức óc. Chỉ thấy bên bờ sông phía bắc khói bụi nổi lên bốn phía, tất cả cự tê cao tới một trượng mở ra bốn vó mà chạy như điên. Trên lưng cự tê là một gã trang phục kỵ sĩ tiên ni ngân thương, ý khí phong trần. Tên kỵ sĩ kia cầm đầu giơ cao đại kỳ, mặt cờ tung bay, thượng diện thêu lên một chữ Tề. Đợi vọt tới trước Dược Vương Thành, chỉ thấy hơn 30 đầu cự tê đột nhiên xếp thành một hàng, ngay ngắn dừng lại, ngâm nga không dứt, đinh tai nhức óc, thanh thế làm cho người ta phải sợ hãi. Người Tề Vương phủ đến, phô trương thật kinh người, vậy mà cưỡi hơn 30 con yêu thú cự tê, thực lực những cự tê này chỉ sợ đều không hề kém hơn Hỗn Nguyên cao thủ. Ở bên trong Dược Vương Thành, mọi người nghị luận xôn xao. Lần này Tề Vương phủ tới tham gia Vạn Thương đại hội, nhưng lại tới chậm một chút rồi, thẳng đến Vạn Thương đại hội tổ chức ngày thứ 5 mới chạy đến đây. Ta nghe nói trong Tề Vương phủ xảy ra chuyện một tên nô tài trộm học võ nghệ, thậm chí sự tình giết đệ tử nội phủ, đem Tề Vương phủ huyên náo long trời lở đất ra. Cạo ba thước đất cũng không thể bắt được người này. Lần này Tề Vương phủ đến muộn như vậy, chỉ sợ chính là vì điều tra người nọ nên chậm trễ rồi. Theo như ta nói, lần này sở dĩ Tề Vương phủ tới muộn như vậy, chỉ sợ không phải vì tiểu mao tặc trộm học võ nghệ kia đâu, mà là nhân cơ hội chuẩn bị tiền tài bảo vật cùng với tất cả đại thế gia khác, thậm chí hoàng thất tranh đoạt thiên bảng vũ hóa đại pháp kia. Mau nhìn, mau nhìn, tiểu Tề Vương thế tử Tề Phong cũng tới kìa. Nghe nói hắn đã tu luyện thành ngoại cương, sắp thành tuần luân, là đệ nhất cao thủ trong lớp trẻ. Tề huynh à, ngươi lại để cho nhạc mẫu đợi thật khổ sở à. Trong Dược Phương Thành đột nhiên truyền đến tiếng cười to của Dược Vương Nhạc Thế Đình. Chỉ thấy cửa thành mở ra, Nhạc Thế Đình, Mộc Vương Gia, Tô Xuyên Hà bao gồm nhiều thần luân cường giả ra khỏi thành nghênh đón. Cỗ khí thế này cường hoành, thậm chí đem hơn 30 đầu cự tê áp tới quỳ sát xuống, run rẩy không dám có chỗ dị động. Mọi người của Tề Vương phủ lập tức bị ép tới sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không ai có thể đứng vững, nằm sấp ở chân lưng cự tê. Chỉ có thế tử Tề Phong còn có thể vững vàng đứng lại, thế nhưng sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, không có một tia huyết sắc nào. Lần này có trò hay để nhìn rồi. Một gã lão giả trong Dược Vương Thành hưng phấn vạn phần, cười hăng hắc nói: Nghe nói Tề Vương phủ được gọi là đệ nhất võ đạo thế gia kiến vũ quốc ta, mà Tề Vương được xưng là thần luân cảnh đệ nhất cao thủ, coi như là thần thông cường giả bình thường cũng chưa chắc có thể thắng được hắn ta. Thế gia bình thường đối với hắn không phục lắm đâu, thậm chí ngay cả cường giả hoàng thất cũng không phục. Lúc này đây là rất nhiều thần luân cường giả dắt tay nhau ra mà nhìn, hơn phần nữa là muốn cho hắn một kích hạ uy rồi, để cho uy phong của hắn chỉ có thể quyết sân mà thôi. Mấy người của Tề Vương phủ bị khí thế của các thần luân cường giả như Nhạc Vương gia ép tới mức không cách nào ngẩng đầu, không cách nào thở dốc được, thậm chí ngay cả thế tử Tề Phong cũng bị ép tới mức phải ghé vào chân lưng yêu thú cự tê. Đột nhiên chỉ thấy một vị trung niên áo trắng phiêu nhiên đi đến trong đám người kia mà ra cười vang nói: Chư vị vương huynh tự mình đến đây để nghênh đón, Tề mỗ sao dám nhận lễ lớn như vậy được. Mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên, phảng phất có một đoàn vầng sao từ mi tâm lao ra, càng ngày càng sáng. Chỉ nghe long ngâm, tượng minh, hổ khiếu, hạc kêu, vượn gầm, sóng biển liệt bờ, đủ loại tiếng vang hùng vĩ truyền đến. Còn thấy dị tượng, giao long, thần tượng, bạch hổ, thương ngưng, bạo viên, thậm chí trường giang đại hà ngưng kết lại, ở trước mắt hắn hóa thành một đạo quang luân. Đạo thần luân này đại biểu cho tứ đại tuyệt học của Tề Vương phủ: Long hổ tượng lực quyết, giang nguyệt phá lãng quyết, thương ngưng tưởng vũ quyết, thủy viên xuất hải quyết. Cứ gọi là thần luân chính là võ đạo cường giả tu luyện võ đạo viên mãn, hóa thành thần hình, kết thành một quang luân,
ngưng tụ võ đạo tinh thâm nhất của võ đạo cường giả. Bên trong đương thời, người có thể làm được một bước này giải rác không có mấy, mà Tề Vương chính là một người trong số đó. Ông Tề Vương nhẹ nhàng cất bước đi ra khỏi quang luân, chỉ thấy đạo quang luân này dựng thẳng ở trước mặt của hắn, khí thế khổng lồ lập tức đem khí thế bọn người Nhạc Thế Đình, Tô Xuyên Hà, Nhất Cỗ đè xuống, để cho cự tê lần nữa uy phong lẫm liệt, nhao nhao mà đứng lên. Mà kỵ sĩ chân lưng thú cũng như chút được gánh nặng, nâng người thẳng lưng, sắc mặt khôi phục như bình thường. Khí thế của hắn phản áp đi tất cả, hướng bọn người Nhạc Thế Đình bước tới, lại muốn một người chống lại 6-7 vị thần luân cường giả. Ông mi tâm bọn người Nhạc Thế Đình chấp động, từng đạo thần luân hiện ra ở trước mặt từng người cũng lắc lư chống cự thần luân áp bách của Tề Vương. Trong lúc nhất thời, các loại dị nổ dị tượng tầng tầng lớp lớp sáng lạn phi thường. Tề Vương, lần này Vạn Thương Đại Hội xuất hiện một môn Thiên Vàng Vũ Hóa Đại Pháp, thường ngưng tưởng vũ quyết của Tề Vương phủ các ngươi, chỉ sợ sắp xếp không được thượng đẳng nữa rồi. Mộc Vương gia cười ha ha cao giọng nói. Tề Vương cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói: Tâm pháp có cao có thấp mà, người cũng có cao có thấp. Hảo tâm pháp cũng phải nhìn rơi vào trong tay người nào. Cho dù Mộc huynh đạt được Thiên Băng Vũ Hóa Đại Pháp này, chỉ sợ so với thường ngưng tưởng vũ quyết của Tề Mỗ cũng kém vài phần. Mộc Vương gia nghe vậy tức giận hừ một tiếng. Nhạc Thiết Đình thì cười nói: Bên ngoài thành há là chỗ để nói chuyện đây. Tề huynh, chư vị, kính xin di giá đến hàn xá hàn huyên nào. Tề Vương mặt mỉm cười cùng bọn người Nhạc Thế Đình sánh vai đi vào, cất bước hướng Dược Vương phủ đi đến. Phía sau bọn họ, bọn người Thế tử Tề Phong cũng nhao nhao nhảy xuống khỏi lưng thú, dắt cự tê đi vào trong thành. Tề Vương hảo cường, không hổ là đệ nhất cường giả thần luân cảnh giới. Tề Phong cũng chính là có phong cách của cha. Tất cả mọi người đã bị Vương gia áp cho nằm sấp xuống rồi, chỉ khoán vẫn đứng không ngã, cũng không hổ là nhân vật nổi tiếng nhất trong lớp trẻ tuổi. Tô Triệt vây xem ở một bên, trong mắt Thiên Bảo Thái Giám ở bên cạnh hiện lên một đạo tinh quang, cũng thấp giọng nói: Điện hạ, Tể Vương mạnh như vậy, dùng một địch sáu, hắn giữ võ dương ngoài như thế, danh vọng sâu sắc tăng lên, chỉ sợ đối với Kiến Vũ quốc ta mà nói không phải là một chuyện tốt lành gì. Tô Triệt cười lạnh nói: Tể Vương cường thịnh trở lại, bất quá cũng chỉ là thần thông cường giả. Phụ hoàng ta đã tu thành thần thông, coi như là Tể Vương có sinh hai lòng cũng sẽ không phải là đối thủ của phụ hoàng ta đâu. Thái giám Thiên Bảo gật gật đầu đồng ý, thấp giọng nói: Vừa rồi bọn người Mộc Thanh Tuyền đi tìm lão nô, muốn hướng điện hạ mượn Nhạn Minh Cung dùng một lát. Tô Triệt a lên một tiếng. Thiên Bảo Thái giám vội vàng giải thích nói: Theo bọn hắn nói, bọn hắn đi tìm Giang Nam gây sự, kết quả bị Giang tiểu tử kia làm nhục một phen, không nể mặt. Giang tiểu tử kia vậy mà tinh thông một môn Vũ Hóa Công, bay qua như gió. Bọn hắn e sợ bị người này đào tấu, cho nên muốn mượn Nhạn Minh Cung bắn chết người này. Ồ, tiểu tử này vậy mà còn tinh thông Vũ Hóa Công sao? Dùng cảnh giới tu vi luyện khí của hắn ta, có lẽ còn không cách nào thi triển ra Vũ Hóa Công này. Chẳng lẽ nói tinh thần ý niệm của hắn ta vậy mà cường hoành đến trình độ có thể cho chân khí cứng cỏi như cương khí hay sao? Tô Triệt lắp ba lắp bắp kinh hãi, quả quyết nói: Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Thiên Báo, ngươi cầm Nhạn Minh Cung tự mình đi tìm bọn ngươi Mộc Thanh Tuyền, cùng bọn họ liên thủ, phải tất yếu diệt trừ Giang Thừa Xuyên cho ta. Chậm đã, nếu có thể bắt giữ được liền tận lực bắt giữ, khảo vấn ra Vũ Hóa Công của hắn ta. Thiên Bảo Thái Giám cúi đầu đồng ý, quay người rời đi. Trong mắt Tô Triệt tinh quang lập lòe, tự nhủ: Ngay cả các nội cương cường giả đỉnh phong như Mộc Thanh Tuyền cũng tự nhận không giữ được ngươi, phải đến chỗ bổn vương mượn Nhạn Minh Cung. Xem ra hóa vũ công của ngươi tu luyện cực kỳ cao, chưa chắc đã kém hơn Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp này. Thần công bậc này nếu rơi vào trong tay bổn vương thì... Trong đan phòng, Giang Nam bế quan chính là 4 ngày, không chỉ luyện thành tất cả hóa thần đan, thậm chí đem xá lợi linh đan còn lại cũng hết thảy luyện chế. Hắn một bên luyện đan, một bên phục dụng luyện hóa hóa thần đan, lại cần cù tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, thủy hỏa rèn luyện tinh khí thần. Bởi vậy tu vi chẳng những không có rơi xuống, ngược lại ở trong 4 ngày này lại có chỗ tinh tiến hơn xa lúc trước. Mấy ngày thời gian này, tu vi của hắn thình lình nhảy lên tới luyện khí đỉnh phong, khoảng cách hỗn nguyên cảnh chỉ có một bước ngắn, sắp tới kỳ đột phá. Xá lợi ấn. Giang Nam triển khai một ấn,
Chỗ mi tâm của hắn, tinh thần ý niệm ngưng tụ, mượt mà như châu. Trong châu vậy mà hiện ra hư ảnh một tôn đại Phật, đúng là thức thứ 6 bên trong Minh Vương Thần Ấn, Xá Lợi Ấn. Đạo ấn pháp này để cho tinh thần ý niệm của hắn ngưng tụ cao độ, như là Xá Lợi Tử của đại đức cao tăng. Vù. Hắn ý niệm khẽ động, chỉ thấy đan chu đồng lô trước mặt bay lên giữa không trung, im lặng trôi nổi ở trước mặt của hắn. 4 ngày trước, ý niệm của Giang Nam gia trì chân khí mới có thể xoé lên khẩu đồng lô này, mà bây giờ chỉ cần tinh thần ý niệm liền có thể nâng đồng lô lên, có thể nói là tiến bộ nổi bật. Đan chu đồng lô nặng đạn ngàn cân, chỉ dựa vào ý niệm liền đem đan chu đồng lô giơ lên. Ý niệm của hắn mạnh mẽ so với ngoại cương cường giả bình thường còn muốn cường hoành hơn. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người có thể phục dụng linh đan diệu dược như hóa thần đan. Trái lại, hóa thần đan cực kỳ chân quý, coi như là dược vương phủ một năm cũng luyện không được bao nhiêu, có thể nói coi như là tiền cũng không mua được. Chỉ có Giang Nam mới có thể ăn như đậu, một quả rồi lại một quả phục dụng, căn bản không lo lắng về việc tiêu hao. Đan chu đồng lô vang lên một tiếng rồi rơi xuống, chân khí trong cơ thể Giang Nam tràn ra, hóa thành vô số lông vũ màu đen, cao thấp tung bay, kết thành một đôi cánh đen. Hắn nhẹ nhàng chấn động cánh đen, bên trong đan phòng lập tức vang lên tiếng gió, đem từng đồng vách sắt bốn phía đánh ra bành bành rung động. Hiện tại thiên bảng vũ hóa đại pháp của ta, cho dù phi hành một ngày, chỉ sợ tinh thần cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Giang Nam mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ, chỉ là không biết tốc độ phi hành của ta đến tột cùng là nhanh thế nào đây, không bằng đi ra bên ngoài thành thử một lần xem. Giang Nam đi ra khỏi đan phòng, đột nhiên sau lưng bong bong rung động, cánh chim hiện ra, hai cánh chấn động, lập tức phóng lên trời, lơ lửng cao hơn 20 trượng, dương cánh vung lên, bay ra tầm hơn 10 trượng. Hắn vỗ mấy cánh, liền lao ra khỏi Dược Vương phủ, tốc độ cực nhanh, để cho người không thể tưởng tượng. Hắn vỗ cánh mà bay, lập tức kinh động từng vị cao nhân trong Dược Vương thành. Bọn người Tề Vương, Mộc Vương nhao nhao lòng nhận thấy, ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại, chỉ thấy một bóng người triển khai hai cánh như là cuồng phong vòng quanh một mảnh mê đen, hướng xa xa cuồn cuộn mà đi, trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Là người nào, tốc độ thật nhanh. Đây là thiên bảng vũ hóa đại pháp sao? Không đúng, thiên bảng vũ hóa đại pháp chính khí nghiêm nghị, kim sáng chói, mà môn vũ hóa công này lại là một đôi hắc rực, đen như mực, cùng thiên bảng vũ hóa đại pháp hoàn toàn khác nhau. Môn công pháp này so với thiên bảng vũ hóa đại pháp chỉ sợ là vũ hóa công cùng một cấp bậc, mặc dù không bằng, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm đâu. Không nghĩ tới vạn thương đại hội lần này vậy mà xuất hiện hai đại vũ hóa công. Chà chà, cao thủ xuất hiện lớp lớp, lần này vạn thương đại hội quả nhiên là cao thủ xuất hiện rất nhiều mà. Giang Nam Giang Tử Xuyên kia rốt cục nhịn không được, một mình ra Dược Vương phủ rồi. Bọn người Mộc Thanh Tuyền thời khắc đều chú ý hướng đi của Giang Nam, nhìn thấy có người thi triển vũ hóa công bay ra Dược Vương phủ, không khỏi đại hỉ. Họ Giang kia quả nhiên rất hung hăng càn quấy mà, biết rõ chúng ta muốn đối phó với hắn còn dám nghênh ngang đi ra ngoài như vậy, không biết sống chết như thế nào. Tốc độ của hắn như thế nào lại nhanh như vậy được? Bọn người Mộc Thanh Tuyền, Tề Trung Lương, Lộ Kính Cung nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam trong mấy cái nháy mắt liền bay ra khỏi phạm vi Dược Vương thành. Đất đai Dược Vương thành cực kỳ rộng lớn, tung hoành hơn 20 dặm, thời gian ngắn ngủi như vậy liền bay ra bên ngoài khỏi thành. Tốc độ bậc này quả thực so với mũi tên còn nhanh hơn. Thiên Bảo Thái Giám nhìn ra xa xa, sắc mặt không khỏi kịch biến. Mấy vị công tử, tốc độ người này quá nhanh, khoảng cách xa như vậy ngay cả Nhạn Minh Cung cũng bắn không trúng hắn đâu. Mau, mau truy lùng. Mấy người bọn hắn nhao nhao khởi hành, hướng bên ngoài thành chạy đi. Trong số bọn hắn, tu vi thấp nhất cũng là nội cương cường giả. Bước chân bung ra, tốc độ so với liệt mã bôn đằng còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Nhất là Thiên Bảo Thái Giám, càng là ngoại cương đỉnh phong cường giả, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Một cước đi lên, phiến đá trên mặt đường đều bị nổ tung, sau lưng lưu lại một đạo bụi mù cuồn cuộn, tuyệt trần mà đi. Về phần bọn người Lộ Trung Tường, bất quá là tu vi luyện khí, tức thì bị bỏ lại ở phía xa xa. Bát bộ Đằng Long Kính. Thiên Bảo Thái Giám phi tốc ra khỏi thành, đột nhiên bay lên trời, một cước đạp trên không trung, dẫm lên không trung phát ra bành một tiếng vang thật lớn, đem thân thể của hắn cao cao bắn lên, phóng ra cao hơn 10 trượng, lập tức chân thứ hai bước ra, thân hình lần nữa tăng lên cao hơn 10 trượng. Chỉ thấy lão thái giám này liền vượt qua 8 bước, vậy mà bằng vào tu vi cao thâm tuyệt luân, xông lên không trung, trở tay gỡ xuống một đại cung dài hơn 8 thước trên lưng, dương cung gảy tên, về phía trước nhìn lại, nhưng thấy Giang Nam sớm đã bay ra rất xa, biến thành một chấm đen nhỏ,
chui vào ở chỗ sâu trong Lạc Hà Sơn. Nhanh như vậy sao? Thiên Bảo Thái Giám không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm hoảng sợ vạn phần. Bắt bộ Đằng Long Kình chính là một loại thân pháp cực kỳ cao thâm, tốc độ cực nhanh. Không nghĩ tới, so với tốc độ của Giang Nam vẫn là còn kém rất nhiều, căn bản không cách nào đuổi theo Giang Nam. Ngược lại, cùng Giang Nam cách xa càng kéo xa. Mặc dù có được lợi khí như Nhạn Minh Cung, nhưng cũng không cách nào bắn chết hắn trên không trung được. Thiên Bảo Thái Giám từ từ rơi xuống, bọn người Mộc Thanh Tuyền cũng theo sát tới, cũng không khỏi biến sắc. Lộ Kính Trung thất thanh nói: "Tên này vậy mà nhanh đến nỗi ngay cả tiền bối Thiên Bảo cũng đuổi không kịp hắn sao?" Sắc mặt Thiên Bảo Thái Giám âm trầm, đột nhiên cười khanh khách nói: "Mấy vị công tử không cần lo lắng đâu, tu vi người này bất quá là luyện khí cảnh, cho dù tinh thần ý niệm của hắn cường đại đến trình độ có thể dương cánh phi hành, cũng không có khả năng mạnh đến nỗi không hợp thái thường. Ta có một ý kiến, chân khí cùng tinh thần ý niệm của hắn rất nhanh, liền không cách nào chống đỡ được. Phi hành không được bao xa, chúng ta tiếp tục đuổi theo, đợi hắn rơi xuống, liền chu sát hắn ta." Con mắt của bọn người Mộc Thanh Tuyền, Tề Trung Lương sáng ngời, gật đầu đồng ý. Lúc này bốn người hướng phương hướng Giang Nam rời đi, liền chạy như điên. Vù! Bên tai Giang Nam chuyển đến tiếng gió gào thét, kình phong đập vào mặt, rất lạnh tận xương. Bất quá, một đạo chân khí của hắn kích phát đâu sắt thần hỏa, liền có một cỗ sóng nhiệt tuôn ra khắp toàn thân, rất nhanh liền đem hàn khí khu trừ ra bên ngoài cơ thể. Phía dưới, từng tòa hùng sơn trùng điệp theo dưới chân hắn xẹt qua. Hùng sơn vạn dặm, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, để cho người vui vẻ thoải mái. Ở bên trong Lạc Hà Sơn, có vân vụ bốc lên, lại có yêu khí tràn ngập, ào ạt hướng lên không trung hiện ra, bị ánh mặt trời chiếu rọi, sáng chói nhiều vẻ, đẹp không sao tả xiết. Xa xa lại có tiếng hô yêu thú ẩn ẩn truyền đến, thanh âm cao thấp khác nhau, có cao vút, có trầm muộn. Lúc trước Giang Nam bị hạn chế ở trên mặt đất, ở đâu mà phát hiện được cảnh trí đẹp như vậy. Hôm nay bay lên không trung, không khỏi cảm thấy sông ngòi bao la hùng vĩ, làm cho người tinh thần sảng khoái. "Hiện tại ta đại khái bay ra phạm vi 800 dặm đất bằng rồi." Hắn đột nhiên cảm giác chân khí có chút không được, hai cánh vừa thu lại, bay bổng đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Hắn thầm nghĩ, vận chuyển thiên bằng vũ hóa đại pháp cực kỳ tiêu hao chân khí, tinh thần ý niệm của ta đủ để trèo trống không ngừng phi hành, thế nhưng tu vi lại còn có chút theo không kịp. Bất quá trong thời gian ngắn như vậy liền phi hành 800 dặm, xâm nhập Lạc Hà Sơn vẫn để cho hắn mừng rỡ. Ánh mặt trời đậm đặc chiếu trên đỉnh núi, trong nội tâm Giang Nam khẽ động, vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Cùng lúc đó, tinh thần ý niệm của hắn vô hình mở ra, bao phủ non nửa cái đỉnh núi này. Lập tức, ánh mặt trời bên trong phạm vi hơn 20 trượng chất chứa nguyên lực cuồn cuộn mà đến, chen chúc hướng trong cơ thể hắn chui vào. Dùng tinh thần ý niệm ngưng tụ Thái Dương nguyên lực, tốc độ tu luyện thực không phải nhanh bình thường, so với lúc trước ta tu luyện thấp nhất nhanh gấp 2 lần. Không biết ta thi triển Minh Vương Thần Ấn có phải tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nữa hay không đây? Giang Nam vừa mừng vừa sợ, đột nhiên triển khai Bảo Bình Ấn, tinh thần ý niệm đột nhiên hóa thành một bảo bình vô hình. Tuy ngoại nhân không cách nào trông thấy, thế nhưng Giang Nam lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cái miệng bảo bình này cao hơn một trượng, dựng thẳng ở trước mặt hắn, chống đỡ mi tâm, đem Thái Dương nguyên lực chung quanh liên tục không ngừng hấp thu, dung nhập vào trong bảo bình, lập tức lại từ trong bảo bình chạy vào trong cơ thể của hắn. Cái khẩu bảo bình này để cho tốc độ tu luyện của hắn vậy mà lại đề thăng, thình lình đem ánh mặt trời của trọn đỉnh núi này hết thảy nhét vào trong bảo bình. Hắn thay đổi vài loại ấn pháp khác như Liên Hoa Ấn, Linh Châu Ấn, Sư Tử Ấn cùng Bảo Bình Ấn, mỗi cái một vẻ, nhưng phương thức thu nạp Thái Dương nguyên khí lại không giống. Liên Hoa Ấn dựa vào là hấp thu, đem Thái Dương nguyên khí hấp thu lại trả lại cho Giang Nam. Linh Châu Ấn là ôn nhuận Thái Dương nguyên khí, để cho nguyên khí càng thêm rừng rực tinh thuần. Mà Sư Tử Ấn là tinh thần ý niệm hóa thành một đầu sư tử mạnh mẽ, sư khẩu thôn phệ. Về phần Quang Minh Ấn cùng Xá Lợi Ấn, Giang Nam cũng không phát hiện hai đại ấn pháp này có cái gì bất thường. Hắn đem bốn loại ấn pháp này nhiều lần sử dụng, tốc độ tu luyện lần nữa tăng vọt rất nhanh, liền đem tu vi của mình dương cánh phi hành hao tổn bổ sung trở lại, thậm chí tu vi và tinh thần không ngừng hướng Hỗn Nguyên cảnh khởi sướng chạy nước rút. Dùng Minh Vương Thần Ấn phụ trợ tu luyện, tuy vẫn kém xa Xá Lợi Linh Đan, thế nhưng không kém bao nhiêu. Giang Nam cảm thấy rung động thật sâu, Xá Lợi Linh Đan là một loại linh đan tiếp cận thần luân cấp, thậm chí có thể tạo nên thần luân cao thủ. Loại linh đan này chất chứa dược lực là cường đại cỡ nào đây, mà tốc độ tu luyện của mình vậy mà ẩn ẩn có thể so được với dược lực của Xá Lợi Linh Đan.
có thể thấy được tốc độ tu luyện của hắn là nghịch thiên bậc nào. Chân khí trong cơ thể hắn càng ngày càng tăng vọt, càng ngày càng mạnh. Trong nội tâm Giang Nam khẽ động, có lẽ ta có thể không cần phục dụng Xá Lợi Linh Đan, liền có thể một lần hành động phá tan cửa khẩu, bước vào hỗn nguyên cảnh giới rồi. Ở trong cơ thể hắn, chân khí từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích, độ mạnh yếu càng ngày càng mãnh liệt hơn, để cho màng xương của hắn lại bành trướng. Sau một lúc lâu, trong cơ thể hắn thậm chí truyền đến một tiếng nổ vang, như là tiếng sấm mùa xuân cuồn cuộn nổ vang. Giang Nam triển khai các loại ấn pháp trong cơ thể, lôi thanh đại tác, rung động tứ chi bách hài, rung động tinh thần ý niệm. Đột nhiên một tiếng sấm sét vang lên, trong cơ thể hắn phảng phất có một cửa khẩu bị chân khí giải khai, lập tức một cỗ cảm giác thoải mái hỗn nguyên như ý tự nhiên mà sinh ra. Hỗn nguyên cảnh, cái này là hỗn nguyên cảnh ư? Giang Nam nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận chân khí lưu động trong cơ thể, yên lặng cảm ngộ ở bên trong thể khắc này. Hỗn nguyên cảnh danh như ý nghĩa là chân khí hỗn nguyên như ý, như cánh tay sai sử, triệt để biến thành một phần tử của bản thân. Không chỉ như thế, tinh thần ý niệm của hắn tựa hồ cũng cùng chân khí tương dung, hỗn nguyên như một. Loại thể ngộ này để cho ngũ giác lục thức của hắn trong lúc đó trở nên vô cùng rõ ràng và tỉ mỉ. Chỗ ánh mắt nhìn phảng phất có thể chứng kiến bản chất sự vật, chỗ giác quan có thể đạt được hết thảy đều trở nên nhiều màu, nhiều sắc. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được ngọn núi này, hoa cỏ cây cối bên người cùng với gió núi quét qua lọn tóc đều có khí tức tính mạng lưu động. Thế giới trong chớp mắt trở nên vô hạn mỹ hảo và mỹ diệu. Vũ giả bình thường tu luyện đến luyện khí cảnh có được một tượng lực chi lực, tu luyện đến hỗn nguyên cảnh cũng không quá đáng có được hai tượng chi lực. Vũ giả tu luyện các loại tuyệt học như Long Hổ Tự Lực Quyết đại khái có được sức lực của 3 con voi, mà hắn cũng đạt tới trình độ 5 con voi. Đã qua hồi lâu, Giang Nam đột nhiên khẽ nhíu mày, đình chỉ tu luyện. Tuy hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể bành trướng so với lúc trước thâm hậu hơn rất nhiều, nhưng tốc độ chân khí tăng trưởng lại bắt đầu dần dần trì hoãn. Đây cũng là bởi vì chân khí trong cơ thể của hắn cơ hồ đạt tới bão hòa, thân thể cùng màng xương khó có thể dung nạp càng nhiều chân khí thêm nữa. Ma Ngục Huyền Tây Kinh đem Thái Dương nguyên khí hóa thành chân khí mới cũng không có thay đổi thành tu vi của hắn bị thân thể hấp thu mà dần dần tiêu tán. Cái này như là một cái bình tràn đầy không khí, càng nhiều không khí nữa chảy vào trong bình, không khí chỉ có đi ra, không khí trong bình như trước không có gia tăng. Chân khí của hắn cũng là như thế, chân khí bão hòa, Thái Dương nguyên khí biến thành chân khí chỉ biết không công sói mòn. Hỗn nguyên cảnh cố nhiên là chân khí viên mãn, đồng dạng cũng là một bình cảnh cực lớn. Tu luyện đến một bước này chỉ có để cho chân khí phát sinh biến hóa, luyện khí thành cương, tu vi mới có thể có chỗ tiến bộ, tu thành nội cương cảnh. Nếu không, cho dù dốc sức liều mạng tu luyện như thế nào đi chăng nữa đều bị nhốt ở trên cảnh giới này. Người trong võ đạo có không biết bao nhiêu người bị nhốt ở cảnh giới này suốt đời không có thể tiến thêm một bước. Hôm nay Giang Nam cũng phải đối mặt với một vấn đề khó khăn không nhỏ này. Tạo thành loại hiện tượng này có tất cả 5 đại nhân tố: 1 là tư chất, 2 là tâm pháp, 3 là ngộ tính, 4 là lão sư, 5 là tài nguyên. Tư chất chênh lệch, tu luyện đến hỗn nguyên cảnh đều là lão đầu 60 tuổi, sinh thời tự nhiên không có bao nhiêu hy vọng tiến vào nội cương cảnh. Nếu tâm pháp thấp kém, chất lượng chân khí không được cũng rất khó có thành tựu. Mà ngộ tính không đủ, thể ngộ lĩnh ngộ không ra tâm pháp ảo diệu, đầu óc lại cứng nhắc, không có bước ngoặt, sẽ bị nhốt ở trong bình cảnh. Một khi bị khốn chính là một đoạn thời gian rất dài, mấy chục năm, thậm chí cả đời. Có được một vị lão sư tốt hay không cũng đồng dạng rất trọng yếu. Tác dụng của lão sư chính là ở lúc tư chất người chưa đủ cung cấp cho người tâm pháp tốt, lúc ngộ tính chưa đủ chỉ điểm cho người đột phá bình cảnh. Cuối cùng là tài nguyên, ví dụ như linh đan diệu dược, có thể cho người ở dưới tình huống không có ân sư dạy bảo, không có tư chất tâm pháp, chưa đủ ngộ tính, tẩy cân phạt tủy cho người đột phá. Mà ngũ đại nhân tố này, Giang Nam mọi thứ có đủ, hơn nữa đều là tuyệt hảo. Tư chất của hắn tuyệt hảo, nếu không cũng không có khả năng tự ngộ thức thứ tư của Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, tâm pháp tuyệt hảo, Ma Ngục Huyền Thai Kinh, dù là Giang Tuyết cũng tán thưởng bất phàm, ngộ tính tuyệt hảo, nếu không cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn liền tu luyện đến hỗn nguyên cảnh. Mà ở nhân tố lão sư này, hắn càng làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, coi như là hoàng tử hoàng tôn cũng không có khả năng có nhân vật như Giang Tuyết chỉ đạo. Thậm chí hắn còn có được Đâu Xuất Thần Hỏa, U Minh Thần Thủy, đã luyện thành Xá Lợi Linh Đan, luyện khí thành cương với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn như vậy. Giang Tuyết tỷ tỷ đã từng nói qua, bốn chữ luyện khí thành cương này đã bao hàm hai đại cảnh giới, một là luyện khí, hai là nội cương, mấu chốt ngay ở chữ luyện.
Giang Nam tinh tế suy tư, rồi hắn thầm nghĩ. Luyện là chân khí luyện được càng thêm tinh thuần, thuần tí, tăng lên chất lượng, mà phương thức luyện là bao hàm ở bên trong tâm pháp, mà ma ngục huyền thai kinh của ta, phương thức luyện khí thành cương chính là dựa vào ma chủng. Ma chủng của ma ngục huyền thai kinh chính là hắc sắc ma chủng trôi nổi trong đan điền của hắn, một cái chuông. Ma chủng này cực kỳ huyền diệu, thậm chí có thể tự chủ suy diễn võ học, đối với Giang Nam trợ giúp rất lớn. Giang Nam ở bên trong bản thân không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Ma chủng trong cơ thể hắn vậy mà lại phát hiện thêm vài phần. Nguyên bản khẩu ma chủng này nhỏ đến đáng thương, hiện tại đã phát triển đến lớn hơn như quả trứng gà. Trên vách ma chủng trải rộng đủ loại hoa văn võ đạo. Hắn đối với các lý giải võ đạo tất cả đều bị khắc ở trên chiếc ma chủng, hóa thành đủ loại đồ án huyền bí. Thậm chí còn có ấn pháp thức thứ 7 của Minh Vương Thần Ấn cũng đang không ngừng ở bên trong suy diễn. Giang Nam tâm ý vừa động, ma ngục huyền thai kinh vận chuyển, chân khí chen chúc thay nhau vào, gào thét hướng ma chủng dũng mãnh lao tới. Càng nhiều chân khí xuất vào bên trong ma chủng, khẩu hắc chủng này lập tức chung quanh đại tạc, tiếng nổ vang đàng đàng không dứt. Mỗi lần ma chủng chấn động, chân khí của hắn liền rầm rầm bị nghiền nát. Chân khí vỡ ra lập tức được gây dựng lại, trở nên so với lúc trước càng thêm ngưng thực, sau đó lại lần nữa bị ma chủng chấn cho vỡ. Ma chủng luyện cương, đây cũng là thủ đoạn mà ma ngục huyền thai kinh luyện khí thành cương. Những tâm pháp khác như Long Hổ Tượng Lực Quyết, Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, Thần Mộc Chân Khí, thậm chí tuyệt học Thuyết Thuyết Đại Kỳ Quyết của Tứ Hoàng Tử Tô Hoàng, thủ đoạn luyện khí thành cương đều là áp xúc, dốc sức liều mạng áp xúc chân khí cho đến điểm tới hạn, khiến cho chân khí biến thành cương khí. Nhưng ma ngục huyền thai kinh lại không giống như vậy, mà là mượn uy năng của ma chủng một lần nữa lại một lần chấn vỡ chân khí, đem chân khí phân giải, sau đó gây dựng lại thẳng đến để cho chân khí phát sinh biến chất hóa thành cương khí mới thôi. Như vậy liền có thể nhìn ra chỗ khác nhau của ma ngục huyền thai kinh. Tâm pháp khác luyện khí thành cương cũng không có triệt để thoát khỏi tính chất đặc biệt của chân khí, mà môn công pháp này lại là chân chân chính chính để cho chân khí lột xác gây dựng lại. Đoang đoang đoang, trong cơ thể Giang Nam trung vang lên không dứt. Chân khí của hắn trong thời gian ngắn liền nát mất 100 lần, gây dựng lại 100.000 lần. Mỗi lần nghiền nát gây dựng lại 1 lần, chất lượng chân khí liền tăng lên 1 phần. Nguyên bản chất lượng chân khí của Giang Nam đã là cực cao, thẳng truy cương khí. Có thể nghĩ nếu như hắn tu luyện cương khí, chất lượng loại cương khí này sẽ kinh người thế nào đây. Đã qua thật lâu, rốt cục có một tia chân khí phát sinh dị biến, lại không hề bị ma chủng chấn vỡ, ngược lại tràn ngập các loại liêu quang màu sắc chảy vào bên trong mảng xương của hắn. Đây chính là cương khí. Nếu như nói lúc trước chân khí của hắn như là nước chảy liên tục không ngừng, mà bây giờ một tia cương khí này tựa như là thép vô cùng cứng cỏi. Luyện khí thành cương, Giang Nam cuối cùng đã đi tới một bước này. Luyện khí thành cương chính là đặc điểm lớn nhất của Hỗn Nguyên Cảnh. Ta hôm nay có thể làm được luyện khí thành cương, nói rõ ta đã ở Hỗn Nguyên Cảnh, còn là vừa vặn cất bước lên. Đợi cho chân khí của ta hết thảy hóa thành cương khí, lúc này mới sẽ triệt để tu thành đỉnh phong Hỗn Nguyên Cảnh. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, đối với Hỗn Nguyên Cảnh giới tràn đầy chờ mong. Chỗ cường đại của Hỗn Nguyên Cảnh giới, lúc hắn cùng với Tiêu Tổng Quản giao thủ đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tâm pháp tu luyện của Tiêu Tổng Quản xa xa không bằng ma ngục huyền thai kinh của hắn. Chiêu thức biến hóa cũng không kịp các loại tâm pháp như Long Hổ Tượng Lực Quyết của hắn. Thế nhưng trận chiến ấy lại làm cho Giang Nam cực kỳ vất vả. Tiêu Tổng Quản cũng không tu thành nội cương, chỉ là Hỗn Nguyên Cảnh, nhưng bộ phận chân khí của hắn đã chuyển hóa làm cương khí. Thân thể có cương khí trèo chống, khí lực vô cùng cường đại, cơ hồ có thể vượt qua các loại yêu thú cường hoành như Thông Linh Di Viên. Một trận chiến cùng Giang Nam liền kháng không biết bao nhiêu đạo công kích của Giang Nam, thủy chung không bị đánh bại. Chỉ có sau khi cương khí bị Giang Nam phá vỡ, lúc này hắn mới lạc bại thân vong. Tiêu Tổng Quản đã lợi hại như vậy, mà Hỗn Nguyên cao thủ tu luyện tuyệt học như Long Hổ Tượng Lực Quyết nhất định sẽ là càng mạnh hơn nữa. Ma ngục huyền thai kinh hơn xa Long Hổ Tượng Lực Quyết. Có thể thấy được sau khi Giang Nam tu thành Hỗn Nguyên, tinh khí thần sẽ cường đại đến một loại hoàn cảnh hoàn hảo. Hơn nữa tinh thần ý chí gia trì, thực lực của hắn nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là tinh tế phỏng đoán kỹ xảo chiến đấu của Hỗn Nguyên Cảnh. Tu luyện đến Hỗn Nguyên Cảnh, thức thứ 7 Long Hổ Tượng Lực Quyết, Giao Long Điếu Miết cùng với thức thứ 7 Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, Giang Lưu Thạch Bất Chuyển, các loại chiêu thức uy lực liền có thể bày ra hết thảy. Một chiêu phòng ngự Giang Lưu Thạch Bất Chuyển này rốt cục bị Giang Nam triệt để khai phá. Một chiêu triển khai như là đại giang bản thạch, minh nguyệt treo trên bầu trời,
mặc kệ cho gió táp sóng xô, không chút sức mẻ, không bị lay động. Đầu xuất thần hóa. Giang Nam tâm niệm vừa động, thử một đám cương khí xúc phát đầu xuất thần hỏa ở mi tâm, chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong ngọn lửa phun phát ra, thần hỏa bốn phía cùng chân khí cương khí bản thân giao hòa, tùy theo thi triển một chiêu giang lưu thạch bất chuyển này, lập tức thần hỏa, cương khí, chân khí dung nhập tại một chỗ, ở quanh thân hắn hóa thành một đầu đại giang tuôn trào. Sóng biển của con sông này bành trướng rung động, chân khí của hắn hóa thành hình, chẳng những hóa ra một con sông lưu động quanh chung quanh thân, thậm chí ngay cả đâu xuất thần hỏa cũng hòa tan vào trong nước, giống như một con hỏa long hừng hực thiêu đốt, độ ấm cao đến kinh người. Long hồ tượng lực. Giang Nam linh quang lóe lên, đột nhiên đem ý cảnh của long hồ tượng lực quyết dung nhập vào bên trong giang lưu thạch bất chuyển. Lập tức đại giang bị thần hỏa hừng hực che kín, phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một đầu ác long dương nanh múa phút quấn quanh thân, xê dịch biến hóa kinh người đến cực điểm. Đầu ác long này mở cái miệng rộng, trong miệng ngậm lấy một vòng minh nguyệt. Vòng minh nguyệt này cũng bởi vì thần hỏa tác dụng mà phát sinh biến hóa, hừng hực thiêu đốt như là một mặt trời nhỏ vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 11 tạm thời kết thúc tại đây.